Xin chào, tôi là Trần Nhật Tân, đến từ Igus Việt Nam. Hiện tôi đang có mặt tại triển lãm MoTeC 2018 đang diễn ra tại thành phố Stuttgart, Cộng hòa Liên bang Đức. Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp tự động hóa với chi phí thấp nhất, thiết kế mô đun hóa để dễ dàng lắp đặt vào thao tác nhất và một giải pháp hoàn toàn tự bôi trơn không cần bảo dưỡng bảo trì, thì tôi xin giới thiệu các bạn đây là giải pháp phù hợp nhất cho các bạn, giải pháp robot Igus Delta. Để biết thêm chi tiết, hãy liên hệ với chúng tôi hoặc truy cập vào địa chỉ www.igus.vn. Xin cảm ơn.